Hi, xin chào mọi người Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Xe Cỏ Review ha Mình là Hưng Xe Cỏ Thì hôm nay mình lại tiếp tục phủ cái Ceramic cho chiếc SH350i đời 2021 Đấy thì chiếc xe này là đã có khách mua rồi nha mọi người Cho nên anh khách hàng này cũng yêu cầu mình là phủ Ceramic luôn cho chiếc xe Đó thì đây là chiếc xe có màu xám mờ Đó chiếc xe màu xám mờ Và sắp tới thì mình sẽ giao chiếc xe này về với chủ nhân ở khu vực miền trung Đấy Và hiện tại thì chiếc xe này Thì bên mình cũng đang phủ ceramic nha mọi người Và nếu mà, mà anh em nào Có những chiếc xe khác muốn phủ ceramic Thì cũng có thể liên hệ với mình Và dòng SH350i đời mới này Thì bên mình cũng đang phân phối Có 4 màu cơ bản nha anh em Thì chúng anh em đây là màu xám mờ Mình còn màu đỏ mờ Cũng như là màu trắng và màu đen Đấy thì trong cái lô đợt hàng này thì mình còn đầy đủ bốn màu và có thể là vài ngày tới thì có thể là mình sẽ hết một số màu nha anh em bởi vì cái số lượng xe này về nó cũng rất là giới hạn và số lượng cũng rất là hạn chế đấy thì anh em nào quan tâm thì cũng có thể liên hệ để đặt hàng trước ha đó và ở phần đầu xe này anh em cũng có thể thấy là đã phủ ceramic rồi và công dụng của ceramic thì nó sẽ lắp đi những cái chỗ trống ở trên bề mặt sơn, nó tạo ra một cái độ láng độ mịn cho cái bề mặt sơn. Đó, như mình rờ tay vào thì nó không có bám dấu vân tay nhiều. Đó, anh em có thể thấy là cái cái xi cũng được phủ luôn nha. Cái xi mạ chrome nó cũng được phủ để cho nó tạo một cái độ láng. Đấy thì mọi người có thể thấy mình chạm cái tay vào á, nó cũng không có để lại dấu. Đó, nó rất nó rất hạn chế để lại dấu cho chiếc xe của mình. Đó, ngoài ra thì cái bề mặt sơn á nó sẽ tạo ra một cái độ láng, nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng cánh sen khi mình sờ vào á thì cái bề mặt sơn này nó rất là láng luôn. À, cái bề mặt sơn nó rất là láng và khi mà mình à, à, rửa xe á hoặc là đi trời mưa á thì cái nước cái nước mưa hay là nước rửa xe nó sẽ tạo thành một cái dòng nó sẽ chảy xuống, nó sẽ rớt xuống chứ nó không có bị bám lại những cái giọt nước li ti ở trên cái bề mặt sơn. Đó, thì cái công dụng của ceramic là nó tạo thêm một cái lớp hiệu ứng cánh sen nha. Ngoài ra thì nó cũng bể, bảo vệ cái bề mặt sơn của mình. Nó sẽ hạn chế được những cái tia UV. Nó nói chung là cái này nó sẽ rất là hay. Nó làm cho cái bề mặt sơn của mình nó cứng hơn, nó cứng hơn một chút đỉnh thì nó cũng hạn chế được những cái vết xước. Đó, chứ còn những cái vết trầy mà va chạm mạnh đó anh em thì nó cũng không thể tránh khỏi nha. Nó vẫn trầy đó nó chỉ hạn chế những vết xước thôi khi mà mình đi rửa xe khi mà mình rửa xe mà à, không kỹ mà trong cái khăn rửa xe của mình nó còn rất là nhiều cát á thì nó nó sẽ hạn chế được cái vết xước cho xe của mình và đây là cái loại dung dịch à, phủ ceramic đó đây là cái hiệu gb thì đây là cái loại cái loại dung dịch mà nó phủ cho xe hơi thì mọi người cũng có thể thấy thì nó cũng có các công dụng, công năng ở trên cái hộp này, đó nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng gương, à, tạo ra một cái lớp gương cứng, đó có độ cứng là 9H và ngoài ra thì nó còn có chống UV để nó bảo vệ cái lớp sơn và cái à, thời gian mà cái lớp phủ này nó nó tồn tại trên bề mặt sơn là khoảng một năm, đó nó vào khoảng một năm nha anh em và cái loại dung dịch này thì nó được sản xuất tại Mỹ đó thì hiện tại thì trên thị trường nó có rất là nhiều loại nó có loại của Hàn Quốc, có loại của Trung Quốc rẻ tiền và nó có loại của Mỹ, Tây Ban Nha Phần Lan nói chung là nó có rất là nhiều loại, tuy nhiên là à, bên mình, kỹ thuật ở bên mình thì lựa chọn cái dòng này là của Mỹ xài nó rất là tốt và hiện tại thì chiếc xe này nó được phủ 3 lớp 3 lớp Ceramic nha mọi người thì à, mình phủ ở phía đầu xe xong rồi mình phủ xuống cái thân xe sau đó mình quay trở lại mình tiếp tục mình phủ ở cái đầu xe. Đó mình lặp đi lặp lại những cái công đoạn như vậy là đến 3 lần. Đó thì mình phủ 3 lớp. Và cái cái loại ceramic loại này á, thì nó là một cái loại tốt thì nó cũng hạn chế khi mà mình phủ lên một chiếc xe. Ví dụ như là chiếc xe trước mắt chúng ta đây á, là một chiếc xe mới. Đó, một chiếc xe mới, một cái bề mặt sơn hoàn toàn mới thì phủ cái loại này nó sẽ rất là ok rất là tốt còn những cái xe mà khi mà anh em đã sơn tút hoặc là anh em mua lại những chiếc xe cũ á, mà họ đã qua sơn tút rồi á khi mình phủ cái loại ceramic này lên á, thì nó sẽ không phù hợp có thể nó sẽ bị dợp những cái những cái sơn cũ những cái sơn tút nó sẽ bị dợp lên nó sẽ không đẹp có thể là nó sẽ làm hư cái lớp sơn đó còn đối với những cái xe mới như thế này thì mình phủ luôn, phủ ngay từ đầu luôn. đó anh em có thể thấy là cái hiệu ứng cánh sen của nó ha, khi mà mình xịt nước mình test á thì những cái giọt nước này nó sẽ động lại thành dòng và nó trôi xuống phía dưới, nó rất là hạn chế bám lại trên bề mặt sơn của mình. đó thì nó sẽ hạn chế được những vết ố nha. đó thì anh em có thể thấy là cái này nó công dụng của nó cũng rất là hay và thông thường thì cái ceramic này thì nhiều người họ phủ lên xe hơi nhiều hơn là xe máy và hiện tại thì em SH 350i này mình cũng đã phủ ceramic xong rồi nha mọi người đó thì em nó đã được phủ ceramic đây là cái dòng phủ ceramic cao cấp phủ ceramic dành cho ô tô đó anh em đó thì cái cái dung dịch ceramic này nó sẽ tạo ra cho mình một cái hiệu ứng lá sen đó thì cái ceramic này thì nó sẽ Uh, lấp đầy những cái khoảng trống ở trên cái bề mặt uh, sơn của xe đó sơn zin đó thì nó sẽ tạo ra một cái uh, độ nhẵn bóng ở trên này đó khi mình rờ vào thì nó sẽ rất là bóng nha rất là trơn rất là mướt luôn đấy thì cái uh, cái ceramic này nó sẽ làm cho một cái lớp sơn bóng ở phía ngoài nó sẽ giúp cho nước nè uh, nước mưa rồi nước bình thường hoặc là những cái bụi bặm nó sẽ dễ trôi ra nó sẽ dễ trôi ra ngoài hơn, nó không có bám lâu ở trên cái bề mặt sơn này. đó như anh em cũng đã xem qua cái clip á, thì cái khi mà cái nước mưa hoặc là mình rửa xe thì cái nước nó sẽ tạo thành một cái những cái giọt nước và nó sẽ chảy xuống luôn, nó giống như là cái lá sen. đấy anh em có thể thấy là lá sen nó không có thấm nước ha, nó không có bị dính lại bởi những giọt nước nhỏ nữa, nó sẽ tạo thành một cái cục nước lớn và nó sẽ trôi xuống luôn. Đó thì nó là cái công dụng của ceramic. Đó, nhiều anh em nếu mà anh em nói là ở ngoài ceramic người ta quảng cáo là nó chống trầy đồ này kia đó thì nó không đúng nha anh em. Nó chỉ tạo ra cái hiệu ứng lá, sơn, lá sen và nó làm cho cái màu sơn của mình nó sẽ đẹp hơn hoặc là nó có chiều sâu hơn. Đó, nếu mà xe của anh em là xe màu bóng á, thì khi mà mình phủ ceramic lên á thì cái cái màu sơn xe của anh em nó sẽ rất là bóng bẩy, rất là mới, rất là đẹp. Đó, còn với cái màu đen mờ á, thì nó sẽ giống như là cái màu nó hơi nhung nhung Mình rờ tay vào nó giống như là những cái nhung nhung á Nó giống như là cái vải nhung đó anh em Đó, sờ cái tay vào thì nó rất là láng, rất là mướt Đó, thì cái loại ceramic miền phủ cho chiếc xe này thì nó là cái dòng của Mỹ Và nó cũng rất là tốt Nó chủ yếu là phủ cho xe hơi đó anh em Đó, khi mà mình phủ lên chiếc xe máy thì nó cũng rất là đẹp đó và độ bền của nó thì là 12 tháng Nếu anh em nào mà phủ cái xe này thì mình có bảo hành cho anh em là 12 tháng nha à, Sau vài tháng anh em sử dụng nếu mà không ưng ý thì mình có thể hỗ trợ à, phủ lại cho anh em Đó thì cái này là cái quy trình bảo dưỡng của bên mình thôi à, Và những anh em nếu mà có ở xa quá thì cũng thông cảm nha Bởi vì à, mấy anh em ở xa quá thì mình lại không có thể đi tới nơi của anh em được đó anh em phải mang xe đến cái chỗ của mình thì mình mới bảo dưỡng kiểm tra lại cho anh em và cái quy trình mà phủ cái ceramic cho chiếc xe này là nó được phủ tới 3 lớp lần nha mọi người nó phủ tới 3 lớp ceramic cho nên cái độ bền của nó sẽ rất là lâu dài lên đến là một năm đó thì nếu mà anh em mà có kinh tế tài chính thấp hơn thì mình có thể phủ những cái gối thấp hơn đó phủ gói thấp hơn thì có cái gói là một một lớp hoặc là hai lớp đó tuy nhiên là cái độ bền của nó thì nó không có cao bằng cái loại ba lớp nha anh em đó thì chiếc xe này thì sắp tới mình cũng sẽ giao giao nó đi ở một nơi cũng rất là xa đó cách Sài Gòn mình tới bốn năm trăm cây đó chiếc xe này thì do được yêu cầu của chủ nhân anh cũng đã mua chiếc xe này và sắp tới thì mình sẽ giao chiếc xe này về về miền Trung cho chủ nhân mới. Đó. Thì trước khi giao về thì ảnh cũng có nói với mình là phủ ceramic luôn. Ngoài ra thì ảnh cũng có yêu cầu là mình gắn công tắc đèn. Tuy nhiên là tuy nhiên là bên mình không không thể gắn công tắc đèn được nha mọi người bởi vì dòng xe SH này nếu mà gắn cái công tắc đèn thì nó sẽ rất là hại bạc, hại sạc cũng như là hại bình đó nó hại sạc hại bình và cũng ảnh hưởng đến dàn điện á, thì sẽ không được bảo hành đó thì những chiếc xe SH 350 này á, bên mình bán ra thì đều có bảo hành một năm cho anh em đó và xe này thì được nhập về tự ý nha hiện tại thì chỉ có những cửa hàng tư nhân như mình thì mới nhập được cái xe SH 350 này về thôi Chứ những dòng xe SH350 này Hiện tại thì chính hãng nó không có hàng nha mọi người Chính hãng chưa có công bố chính thức phân phối cái dòng xe này Đó Rồi anh em nào quan tâm tới dòng SH350 Thì cũng có thể liên hệ với mình ha Ngoài ra thì anh em nếu mà có nhu cầu muốn phủ Ceramic á, Thì cũng có thể liên hệ với mình à, Những chiếc xe khác Thì mình cũng có nhận phủ Ceramic cho anh em luôn Đó Rồi Mình xin kết thúc clip ở đây nha anh em